tại sao má lại độc ác như vậy hả? Cá không ăn muối cá ương. Má nói con bao nhiêu lần rồi, bỏ đi. Con không chịu, bắt buộc má phải làm như vậy. Cũng chỉ vì má thương con thôi. Má trả con lại cho con. Tại sao má lại độc ác dựng tâm với cháu ngoại của mình như vậy hả? Mày đẻ ra nó, mày có nuôi nổi nó thành người hay không? Nó mang dòng máu của một thằng hạ lưu. Như vậy là có đức hả? Đồ ngu! Đã là thời buổi nào rồi mà má còn phân biệt giàu nghèo đẳng cấp xã hội nữa má? Giàu có tiền nhưng mà sống không có hạnh phúc thì để làm gì đó má? Mày phải uống thêm cái thuốc tẩy não này nè. Thuốc phá thai chưa có đủ. Mày thử nghĩ coi, mày nghèo, mày không có tiền, đứa nào nó yêu nó cưới mày làm vợ? Mày ngu vừa thôi. Má trả con lại cho con đi. Tại sao má lại đồng ý mà giết cho mày con má như vậy hả? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu quá vậy? Mày ngu hoài vậy hả? Tụi con mới hiểu. Đúng, tụi con hiểu. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận có một người má độc ác như bà đâu. Châm Anh! Châm Anh! Châm Anh! Châm Anh! Châm Anh! Đứng lại! Mày á, mày đi được thì mày cứ đi đi. Mày đi thì dễ, mày về thì khó đấy nha con. Cái thứ con mất dạy, thứ con mất hiếu. Làm đi, nào về kêu con đón về. Thôi con đi làm đi. Dạ. Theo phán đoán của tôi thì bà ấy chết vì bị trúng độc. Cả ngày hôm qua tôi không thấy bà chủ đâu hết á. Tôi đâu có ngờ. Bà cho chúng tôi biết bà gặp bà Hà lần cuối cùng là khi nào? Là tối thứ năm. Sáng thứ sáu á, tôi qua tôi làm thì tôi không có thấy bà chủ, không thấy ai trong nhà đi đâu hết trơn à. Bỏ tôi ra. Sao bỏ tôi ra? Tôi phải kêu má tôi dậy. Má tôi đang ngủ mà. Sao? Nguyên nhân sếp tôi chết là gì vậy thầy? Chúng tôi đang lên hồ sơ tiến hành điều tra, sẽ báo kết quả cho gia đình sau. Nhưng qua hiện trường, đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Má, có chuyện gì má? Anh ơi, má em chết rồi.
Anh Ken, may quá gặp anh ở đây. Chúng tôi nói chuyện nhanh xíu được. Được, mời anh vào công ty. Hình như tôi nghe nói là anh với Trâm Anh đang quen nhau à? À, chúng tôi quen nhau cũng được hơn một năm mà. Mà có chuyện gì không có anh? Hôm bà Hà mất thì hai người đi du lịch hả? Đúng vậy. Hai người đi đâu? Thực ra thì Trâm Anh cãi nhau với mẹ nên muốn đi đâu đấy cho nó khuây khỏa. Tôi khuyên cô ấy nên bình tĩnh nhưng mà chúng tôi chưa kịp đi thì nghe tin sếp mất nên chúng tôi về luôn. Bà Sáu ơi! Ơi! Chào hai cậu. Chúng tôi có vài việc muốn hỏi thêm bà. Mời hai cậu vô nhà. Chúng tôi muốn hỏi thăm về mối quan hệ giữa Ken và Trâm Anh, con của bà Hà. Ừ, thì tôi cũng nghe đồn là tụi nó quen nhau. Nhưng mà tôi thấy hiếm khi mà cậu Ken qua bên nhà cô Trâm Anh chơi lắm. Với lại cậu Ken là cấp dưới của bà Hà mà. Nhưng mà mấy cái chuyện mà sâu xa trong gia đình của người ta tôi cũng rành mấy. Lại giữa bà Hà và cậu Ken có khúc mắc gì không? Tôi thấy bà Hà tin tưởng cậu Ken trong công việc lắm á. Mỗi ngày đều nhờ cậu Ken giải quyết sổ sách ra trong công ty á. Cũng ngày đó tôi thấy hai mẹ con cãi lộn nhau dữ lắm. Tôi nghe đâu câu được câu mất là không có môn đăng hộ đối. Dạ, con mới về. Dạ, em chào hai anh. Chào anh. Anh Thám Tử hả? Em hâm mộ lắm luôn á. Bữa nay em có cơ hội tiếp chuyện với anh. Cảm ơn anh. Mời hai anh uống nước. Mình có thêm manh mối gì chưa ha? Chúng tôi đang điều tra thêm về mối quan hệ của Ken với Trâm Anh. Vì chúng tôi nghi là Ken có dính líu tới vụ này. Cũng có lý. Ken là bồ Trâm Anh thì chắc chắn ổng có ý định ổng giết bà Hà để chiếm đoạt tài sản. Anh có bộ hào hứng đưa Ken vô tù nè. Ý em phải vậy. Thì em thấy anh nói có lý nên em đồng tình. Muốn làm thái tôi dạo luôn không? Dạ thôi anh. Chúng tôi nghi ngờ bà có dính líu tới cái chết của bà Hà. Tôi không biết gì về cái chết của bà chủ. Tôi không có giết bà chủ. Vậy bà giải thích sao về cái lắc tay và chiếc nhẫn bà đang đeo? Với một người làm công ăn lương như bà thì mấy cái này có hơi xa xỉ nha. Cái này là con trai tôi nó mua tặng tôi sinh nhật mà. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ha. Chị, chút xíu chị đi chợ mua thêm đồ ăn nha. Nhà sắp hết rồi. Dạ. Bà thấy gia đình bà ấy khá giả nên đã có âm mưu sát hại để chiếm đoạt tài sản từ trước. Nhưng đến ngày hôm nay mới đủ can đảm để ra tay. Bà đã là người giúp việc ở nhà bà Hà từ rất lâu nên mọi thứ trong nhà bà đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thank you.
sau khi trộm cắp được tài sản, bà còn cố tình lục tung mọi thứ trong tủ để tạo hiện trường giả là một vụ giết người cướp của. Trên thi thể bà Hà và trên cái tủ đều có dấu vân tay của bà. Báo người ta có người chết, báo người ta có người chết, cứu người đi. Thiệt tình đó là tôi không có kiềm chế được lòng tham. Tôi lỡ tay lấy đồ của bà chủ, nhưng mà tôi không có giết bà chủ. Vậy bà ở đâu trong đêm bà Hà chết? Hôm đó là ngày thứ năm, lại trùng với cái ngày đám giỗ ông chồng tôi. Tôi có kêu thằng con trai theo làm phụ để kịp giờ về làm đám giỗ. Thì khi nó chở tôi tới nơi á, bà chủ đi làm rồi, cô Trâm Anh cũng không có ở nhà. Thường thì cô Trâm Anh ngủ dậy trễ lắm. Chiều tối hôm đó đó, mẹ con tôi bận làm đám giỗ ở nhà. Vậy bà còn nhớ chi tiết nào khả nghi không? Trước cái ngày thứ năm á, tôi nhớ là tôi đang nấu cơm ở đằng sau. Tôi có nghe tiếng bà chủ với cô Trâm Anh cãi giả nhau dữ lắm. Con là con đi, từ sao mới là đồng em mà giết cho mời con má như vậy đó. Thậm chí là bà chủ còn tán cô Trâm Anh nữa. Tôi ngại quá, tôi xin về sớm. Rồi sáng hôm sau tôi quay lại tôi làm á, thì tôi không thấy cô Trâm Anh ở trong nhà nữa. Mấy người lấy cái quyền gì mà bắt tôi? Lấy cái quyền gì mà tra khảo tôi hả? Chúng tôi không bắt cô, xin cô hãy hợp tác. Bộ cô không muốn tìm ra người giết mẹ mình hả? Chúng tôi đã tìm được dĩ thuốc này ở sát chân giường trong phòng ngủ của má cô. Đây là loại thuốc phá thai mà cả má cô và bà Sáu là người quá tuổi mang thai. Vậy cô giải thích sao về chuyện này? Đúng là tôi đã uống nó, nhưng mà là do má tôi lừa tôi để cho tôi phải uống nó. Vậy má tôi không muốn tôi mang tiếng ăn cơm trước kẹn. Hơn nữa má tôi nói kẹn chưa đủ bản lĩnh kinh tế để lo cho tôi. Vậy là hôm đó cô với má cô cãi nhau lớn rồi đúng không? Tôi có lớn tiếng với má tôi, nhưng mà hai người hãy tin tôi đi, là do tôi đau khổ vì bị mất đứa con cho nên tôi mới như vậy. Nhưng mà tôi không có ý gì hết. Tôi bỏ đi á chỉ là muốn hù má tôi, muốn làm cho má tôi vừa lòng thôi. Chúng tôi đã tìm gặp Ken và được biết đêm xảy ra án mạng cô đã ở bên Ken. Vì vậy cô không thể nào là thủ phạm được. Mấy đêm qua trong 30 năm buôn ba có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Tại tao là tao sẽ không buông tha mà máu ở trong tuôn ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày. Tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trong cấp
lừa đảo. Ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường, khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ bắt nó lại đi. Công việc của thám tử đi đêm đi ngày cày không ngại chí, có khi phải đối mặt với vũ khí tính toán không kỹ là đời này mày đi đâu sao kể cho mà nghe. Phán tưởng dễ kể đâu mà khoe, làm điều xấu khỏi cần mày giấu, kể cả đầu gấu máu cũng phải nghe. Tao đã nói là không thể buông tha bà già móc túi tội lỗi không thể che nè. Nó nhỏ chơi mày làm mấy điều ác thì tự mình hổ thẹn, nói thẳng cho dễ nghe. Sống làm người tốt học làm người khôn, mày giấu cha trốn hoài có được không?